Tiểu sử Nguyễn Linh Nga. Linh Nga sinh vào ngày 3 tháng 1 năm 1982 là một nữ đạo diễn điện ảnh người Việt Nam. Cô được biết tới qua các tác phẩm phim mang chủ đề về con người Việt Nam và phong cách phân tích tâm lý nhân vật. Cô là đạo diễn của Inside the Piso, bộ phim về nạn nhân chất độc màu da cam được trình chiếu khắp nước Mỹ và đoạt giải quan trọng như phim tài liệu xuất sắc tại Liên hoan phim Phụ nữ California năm 2019, giải huân chương danh dự tại Liên hoan phim Impostor Awards năm 2019 và nhận đề cử giải phim tài liệu xuất sắc của Liên hoan phim Action on Film International của Mỹ. Ngoài ra, Linh Nga cũng đoạt được nhiều giải thưởng điện ảnh khác là nhà thành lập hãng phim 9669. Về thân thế, Linh Nga sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và nghệ thuật. Cha của cô là ông Nguyễn Duy Quang là một nhạc sĩ, ca sĩ. Mẹ của cô, bà Lê Thị Bích Thủy là một cựu ca sĩ dòng nhạc thính phòng. Anh trai của cô, Nguyễn Duy Linh là một biên đạo múa, diễn viên múa chuyên nghiệp. Linh Nga phát huy tài năng ca hát và âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm lên 5 tuổi, cô lên sân khấu lần đầu tiên trong một trích đoạn ảo thuật thôn miên của ảo thuật gia thế hiện của đoàn ca múa nhạc Nam Định. Về sự nghiệp, năm 1992, tại Hà Nội, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ ly thân, Linh Nga và gia đình đã trải qua thời kỳ khó khăn. Năm 1992, Linh Nga thi đậu trường Cao đẳng Múa Việt Nam với số điểm thủ khoa và theo học tại trường hơn 7 năm với một thành tích học tập cao. Cô từng đại diện trong một trong ba sinh viên ưu tú nhất của trường tham gia vở kịch múa Romeo và Juliet của đoàn nghệ thuật múa Lyon Pháp và từng đi lưu diễn kịch múa xuyên Việt trong thời gian này. Năm 1999, cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Múa Việt Nam chuyên ngành ba lê với số điểm 10 cho 4 trên 4 môn thi và đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc toàn khóa. Linh Nga từng tham gia chụp hình mẫu cho nhiều tờ báo có tên tuổi trong thời kỳ những năm 1998-2002 như báo Người Đẹp, Thể thao Văn hóa, Người Hà Nội, một báo Tiền Phong. Từng là người mẫu của nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam như Ngô Lịch, Quang Phùng, Trọng Thành. Linh Nga cũng là một trong những thành viên ban đầu của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ. Năm 1998, Linh Nga nhận lời mời đóng phim truyền hình đầu tiên Khoảng Cách của đạo diễn Bạch Diệp và đã gây được sự chú ý với khán giả Việt Nam. Nói chung, bởi gương mặt buồn và phong cách diễn chuyên nghiệp, cũng từ sự kiện này cô chuyển hướng bỏ nghề múa mà cô đã dày công khổ luyện để bước chân vào điện ảnh. Năm 2000, cô thi vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội khoa đạo diễn điện ảnh. Ở kỳ thi tốt nghiệp, cô đạt điểm số cao nhất của kỳ thi, ghi kỷ lục trong lịch sử của trường. Cả 3 năm, ban giám khảo vốn là những nhà làm phim kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam như đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi, đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn, đạo diễn Hà Sơn, đạo diễn Vũ Châu, đạo diễn Lê Đăng Thực đã chấm cô 4 điểm 10 và 1 điểm 9,5. Sau trục trặc trong chuyện đời tư, Linh Nga đi du học Mỹ và thi đậu vào cao học sản xuất phim chuyên về thiết kế âm thanh cho phim. Ngoài công việc điện ảnh, Linh Nga cũng phát thanh viên cho đài truyền hình VinFast TV của Trung tâm Thúy Nga, lập hãng phim riêng. Vào tháng 5 năm 2014, Linh Nga tốt nghiệp trường cao đẳng Chaman với tấm bằng thạc sĩ về sản xuất phim chuyên sâu về âm thanh. Cũng vào thời điểm đó, cô đã thành lập một hãng phim độc lập tại Hoa Kỳ lấy tên 9669. Năm 2015, Linh Nga và công ty 9669 khởi quay bộ phim ngắn hành động hài What's the Good of Beyond. Bộ phim đã phát hành chính thức vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Đầu năm 2019, bộ phim Inside the Pisco do Linh Nga và hãng phim 9669 của cô sản xuất có nội dung về nạn nhân chất độc màu da cam đã đạt giải phim tài liệu dài xuất sắc tại Liên hoan phim Phụ nữ California. Sau đó, bộ phim tiếp tục đoạt huân chương danh dự từ Liên hoan phim mang tầm ảnh hưởng của Mỹ và đề cử trong top 6 phim tài liệu cho giải phim tài liệu xuất sắc của Liên hoan phim Hành động Điện ảnh Quốc tế. Bộ phim có thời lượng 60 phút, nội dung về nạn nhân chất độc màu da cam dioxin sống tại Việt Nam.
bộ phim được trình chiếu và chính thức trao giải thưởng tại bộ rạp chiếu phim của Mỹ ở Hollywood vào tháng 1 năm 2019. Về đời tư, Linh Nga đã từng yêu và kết hôn với Trần Văn Thuyết, biệt danh Thuyết Buôn Vua, vào năm 2000. Hai người được xem là một trong những cặp đôi được đánh giá và quyền lực nhất tại Hà Nội vào thời điểm những năm 2000. Tuy nhiên, không lâu sau, Thuyết bị bắt và lệnh án 20 năm tù giam có liên quan tới vụ án Nam Căn, trong vụ án Nam Căn và đồng phạm. Sau này, khi mọi ồn ào đã đi qua, Linh Nga mới chia sẻ, thời điểm Thuyết bị bắt, Nga đã cố bảo vệ cho tên tuổi của Thuyết. Cô đã hy sinh một khối tài sản của bản thân và của cả cha mẹ để nộp tiền khắc phục hậu quả xin giảm án cho Thuyết từ mức chung thân xuống còn 20 năm, nộp tiền cho ngân hàng để tránh bắt phán mại tài liệu của Thuyết. Sau khi đã hoàn thành những việc này, do nhiều hiềm khích từ phía anh chị em của Thuyết, Linh Nga đã để lại toàn bộ tài sản cho gia đình Thuyết quản lý và ra đi. Sau khi đã được giảm án, Thuyết quyết định gặp tên Linh Nga với tư cách là vợ trong số thăm nuôi và để tên vợ cũ vào. Linh Nga đã quyết định chia tay Thuyết, cuộc tình của hai người chính thức tan vỡ. Trong bài phỏng vấn đăng tải trên các trang mạng những năm sau này, Thuyết vẫn giữ thể diện tình cảm và sự trân trọng dành cho Linh Nga, dành cho những lời đẹp nhất. Tháng 7 năm 2015, Linh Nga trở lại Việt Nam và đã tạo nên một làn sóng dư luận trong nước. Tất cả các báo chí đều viết về cô, nhấn mạnh hai điều: cuộc tình của Linh Nga và Thuyết Buôn Vua và việc cô về nước sản xuất phim. Trong thời gian này, Linh Nga thừa nhận dù đã nhiều năm qua, tình yêu với Thuyết vẫn là mối tình lớn và đặc biệt nhất trong cuộc đời của cô. Tháng 7 năm 2015, Linh Nga chia sẻ thông tin về hai con gái. Con bé đầu tên Anna Linh, bé thứ hai tên Mara Linh. Cô cũng cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân, nuôi dạy hai con và tập chân vào sản xuất phim và làm từ thiện. Nhiều người hay nhầm lẫn giữa hai nghệ sĩ cũng mang nghệ Linh Nga. Người còn lại là nghệ sĩ múa Đặng Linh Nga, sinh năm 1986, đi học múa tại Trung Quốc trở về và hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.